Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV Hôm nay mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu chi tiết về bộ kỹ năng của môn phái đường môn Trong tựa game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, một con game chuẩn bị ra mắt tại thị trường Việt Nam nha à, Và hôm nay thì mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu về cái bộ kỹ năng BVB của bông phái này à, Một bông phái trong game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao thì chúng ta sẽ có tổng cộng là hai bộ kỹ năng Một cái bộ BVB và một cái bộ BVE Thì video này mình sẽ tìm hiểu về bộ kỹ năng BVB đầu tiên đó là đoàn đánh thương đoàn đánh thường sẽ có tên gọi đó là nhũ yên quy xào mình sẽ biểu diễn kỹ năng này cho mọi người xem nó sẽ phóng ám khí về phía trước mặt và gây sát thương đây mọi người thấy không ám khí gây sát thương tầm xa rất là mạnh và hiệu quả của kỹ năng này nó có tác dụng gì đây thì cái nhũ yên quy xào này nó sẽ liên tục bắn ra ám khí tấn công cái địch ở phía trước cường hóa mỗi 10 giây sẽ cường hóa nhũ yên quy xào đánh trúng mục tiêu sẽ gây sát thương và kèm theo cái hiệu quả áp chế. ở chiến lược khống hạt cầm long chiến lược khống hạt cầm long thì sẽ nằm trong này tí mình sẽ giới thiệu cho mọi người nha. À, thì khi chỉ đánh trúng một cái địch thì sát thương sẽ được tăng thêm 50%. rồi điều khí kỹ năng này là một giây thôi đánh liên tục liên tục phạm vi kỹ năng là hình chữ nhật phía trước mặt về hiệu quả kỹ năng tổng nó sẽ gây ra 65% tấn công cộng 60.4 điểm sát thương nội công và cái sinh lực chúng ta được cộng thêm đó là 6908 điểm sinh lực. Đó là hiệu quả của chiêu đánh thương. Kỹ năng thứ hai nó có tên gọi đó là Phong Hoa Ẩm Nguyệt. Đây là một cái chiêu chủ động đầu tiên, Phong Hoa Ẩm Nguyệt. Và cái chiêu này nó có tác dụng là gì? Liên tục bắn ra ba đoạn ám khí tấn công chính xác một cái địch nếu kích hoạt ám hương sẽ hồi phục được 20 điểm khéo léo. Chiến lược ám thanh, chiến lược ám thanh lạc vũ, mỗi đoạn nó sẽ có 65% kích hoạt xuyên tâm linh. Xuyên tâm linh là cái chiêu này nha mọi người, và chiêu này nó có tác dụng đó là gì? Thì xuyên tâm linh bắn nhanh ám khí tấn công mục tiêu gây sát thương, nếu đánh trúng mục tiêu có trạng thái chuẩn xác sẽ gây sát thương ít 2 và sẽ xóa cái trạng thái chuẩn xác của mục tiêu. Hiệu quả này tối đa cộng dồn là 3 tầng thì điều khí là 10 giây và phạm vi uh, kỹ năng đó là nó sẽ đánh vào mục tiêu đơn. Rồi, về cái sát thương gây ra của nó là như thế nào đây? Ở hiện tại cấp là cấp 4, cấp kỹ năng là cấp 46 thì chúng ta sẽ gây được tổng sát thương là 180% tấn công cộng 88.8 điểm sát thương nội công. Và cái xuyên tâm linh của chúng ta sẽ gây 100% tấn công cộng 34.6 điểm sát thương nội công và kỹ năng này nó sẽ uh, cộng chúng ta đó là 345 điểm điều khí thì cái chiêu này khi chúng ta đánh á, thì nó sẽ có tỷ lệ 65 phần trăm nó sẽ kích hoạt phát sinh thêm cái chiêu xuyên tâm linh này thì mình sẽ biểu diễn cho mọi người xem à, đây là cái chiêu đầu tiên đánh vào đó, xuyên tâm linh thích kích hoạt nào đó đó chính là xuyên tâm linh nó sẽ phóng thêm cái ám khí và sát thương của xuyên tâm linh thì cũng khá là nhiều mình sẽ đợi kỹ năng hồi lại mình sẽ đánh lại một lần nữa cho mọi người xem nha đây bắn ra xuyên tâm linh kích hoạt quy đó thấy không đó là chiêu thứ hai phong hoa ẩm nguyệt kỹ năng tiếp theo là kỹ năng thứ hai kỹ năng chủ động thứ hai kỹ năng này có một tên gọi rất là quen thuộc dành cho những em nào đã từng chơi các game kiếm hiệp nhập vai rồi kỹ năng này có tên gọi đó là bạo vũ lê hoa kỹ năng này nó sẽ có tác dụng là gì bay lên không trung liên tục bắn rãm khí xung quanh gây nhiều đoạn sát thương và tăng mạnh giảm tốc kẻ địch trong một thời gian duy trì sử dụng có thể nhảy ra sau và tung một đòn ám khí mạnh và gây sát thương. Có nghĩa là trong lúc chúng ta kích hoạt kỹ năng này chúng ta kích thêm một lần nữa thì nó sẽ gây thêm một lần sát thương nữa và nhảy ra phía sau. À, về cái thời gian điều khí đó là 18 giây và cái phạm vi kỹ năng là à, chu vi hình tròn. Về hiệu quả kỹ năng này là gì? Mỗi đòn nó sẽ gây ra đó là 36% tấn công cộng 14.8 điểm sát thương nội công. Khi chúng ta thu chiêu thì nó sẽ gây là 40% tấn công cộng 14.8 điểm sát thương nội công. Thực ra ở đây thì mình giới thiệu cho anh em luôn là ở cái phiên bản đầu tiên, cái phiên bản mà chưa chỉnh sửa kỹ năng đó, thì ở hiệu quả mà chúng ta thu chiêu nó gây tổng cộng là 70% tấn công. 70% tấn công nha, một cái lượng sát thương rất là, rất là nhiều. Có lẽ sau này những cái phiên bản kế tiếp thì nó đã chỉnh sửa cái này xuống còn 40% tấn công. Và anh em yên tâm là với môn phái đường môn mà khi chúng ta chơi ở phiên bản đầu tiên thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được cái hiệu quả đó là 70% tấn công này rồi và cái sinh khí chúng ta sẽ cộng vào đó là 345 điểm đó là hiệu quả của chiêu này thì cái chiêu này nó sẽ có hai dạng như thế này mình sẽ biểu diễn cho mọi người xem nha bạo vũ lê hoa bạo vũ lê hoa là một cái chiêu đánh phạm vi lan hình tròn xung quanh đó nhảy lên gây sát thương chúng ta kích hoạt lại lần nữa nó sẽ nhảy phía sau và gây thêm sát thương lần nữa rất nhiều sát thương của chiêu này rất lợi hại và cái thời gian điều khí chiêu này đó là 18 giây mình sẽ chờ hồi chiều và thử lại một lần nữa cho anh em xem chiêu này mà đối thủ gom gần gần lại một chụm lại là chúng ta gây sát thương rất là nhiều kích hoạt lại lần nữa nè đó thấy chưa rất nhiều sát thương kỹ năng tiếp theo kỹ năng chủ động thứ ba có tên gọi đó là tinh vũ phi hoa tinh vũ phi hoa nhấp 3 lần có thể liên tục bắn ra nhiều đoạn ám khí tấn công cái địch bỏ qua định lực áp chế mục tiêu đoạn thứ nhất sẽ thêm hiệu quả chuẩn xác đó và cái thời gian điều khí hiện tại là 20 giây ở phạm vi kỹ năng đó là trúng mục tiêu đơn nha mục tiêu đơn của phi địch ở trước mặt về cái hiệu quả kỹ năng thì chúng ta sẽ gây ra là 300% tấn công cộng 155 điểm sát thương nội công và thân pháp chúng ta sẽ được cộng vào đó là 345 điểm vào wow. Chiêu này gây sát thương khá là nhiều, khá là khủng luôn mọi người ạ. À, cực kỳ khủng. Nhưng mà thật ra thì cái chiêu này ở cái phiên bản trước chỉnh sửa nó gây sát thương còn nhiều hơn nữa. Và cái sát thương đó hơn 300% nha mọi người. À, mình tìm được một cái tư liệu là ở cái cấp 8 thôi. Chiêu này ở chỉ ở cấp 8 thôi đã gây được tới khoảng là 320% tấn công rồi. Một cái chỉ số khá là nhiều của cái chiêu tinh vũ phi hoa này và mình sẽ biểu diễn chiêu này cho mọi người xem chiêu này nó đánh rất là ảo diệu có nghĩa là nó sẽ vừa nhảy lên vừa gây sát thương và nó đánh ba lần một nè đó hai nè ba nè đó nó không vừa vừa đánh vừa nhảy phía sau đối thủ rất là khó bắt được mình à, mình sẽ đợi kỹ năng nó hồi lại và chúng ta sẽ đánh thử một lần nữa cho anh em cùng xem thời gian điều khí chiêu này thì nó sẽ dài hơn tận tới 20 giây để mình sẽ bắn thực lần nữa nào một nè hai một, ba nào đó mục tiêu nào trúng chiêu này thì sẽ ăn rất nhiều sát thương và đây là sát thương sát thương dạng sát thương đơn kỹ năng chủ động thứ tư đây là kỹ năng tạo nên độ khó của một phái đường môn trong bk và chiêu này nó có tên gọi đó là thiên hồn liệt thiên hồn liệt Hiệu quả kỹ năng là gì? Lôi kéo rối đến mục tiêu gây sát thương cho kẻ địch trên đường đi. Chúng ta tốn tổng cộng là 15 điểm khéo léo để sử dụng kỹ năng này. Đường môn vào trạng thái chiến đấu nếu tồn tại rối có thể thi triển bọc thiên tinh. Bọc thiên tinh chính là cái chiêu này nha. Và hiệu quả của bọc thiên tinh là gì? Thì bọc thiên tinh là gì thì tí nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em. Đây, giới thiệu luôn khỏi nói nhiều. Về cái bọc thiên tinh này nó sức kích hoạt rối gây sát thương cho mục tiêu xung quanh. Đoạn 2 có thể đánh bay mục tiêu phá định nếu mục tiêu nếu trúng mục tiêu thì chúng ta sẽ hồi được 40 điểm khéo léo. Nếu trúng mục tiêu có trạng thái chuẩn xác thì sẽ gây thêm 100% sát thương, xóa trạng thái chuẩn xác mục tiêu, thời gian điều khí chiêu này là tới 16 giây lần. Và cái sát thương của nó gây ra là gì? À, ở cái cấp độ hiện tại thì nó sẽ gây ra là 80% tấn công cộng 37.6 điểm sát thương nội công. Đó là cái chiêu bọc thiên tinh. À, và cái chiêu này thì cái hiệu quả của cái chiêu Thiên Hùng Liệt á, thì nó sẽ... Khi mà chúng ta di chuyển rối nó cũng gây một cái lượng tấn công bằng 5% tấn công cộng cho 14.8 điểm à, sát thương nội công. Và đây sức mạnh chúng ta cộng được vào 345 điểm khi chúng ta sử dụng kỹ năng này. Đây, cái chiêu này nó rất là vi diệu, mình có thể uh, tùy chỉnh nè ha. Tùy chỉnh nè. Rối điểm đầu sẽ gây sát thương đến đó, đó. Kiểu như vậy. Chúng ta phải điều được cái chiêu này đến. Và khi chúng ta điều được cái chiêu này đến vị trí mục tiêu rồi chúng ta sẽ kích hoạt bọc thiên tinh bằng kiếm e ở đây đó thấy không sát thương rất là mạnh ở chiêu bọc thiên tinh rất là nhiều sát thương rồi kết thúc để mình cho nó xử luôn cái đám lính này đi chà nó ra thêm một đám Thì mình tiếp tục sử dụng chiêu Kỹ năng chủ động thứ năm Nó sẽ có tên gọi đó là hình thần hợp Thì chiêu này nó sẽ có hiệu quả là hồi phục 100 điểm khéo léo Bản thân sẽ tăng được 15% sát thương Và duy trì trong 15 giây Khi thi chuyển kỹ năng sẽ cộng thêm hiệu quả Đây là những cái hiệu quả được cộng thêm nhưng mà mình nói lại trên này ở cái phiên bản đầu tiên, phiên bản đầu tiên khi ra mắt thì nó sẽ tăng chỉ có 10% sát lương thôi và cái thời gian duy trì của nó tới 15 giây lần nha chứ không phải là 15% sát thương và 13 giây như thế này đâu. Thì mình nghĩ là khi phiên bản mình chơi bên Việt Nam thì chắc chắn nó sẽ tăng chúng ta tới 10% sát thương và 15 giây duy trì. Rồi những cái hiệu quả được cộng thêm khi chúng ta sử dụng cái À, hình thần hợp này đó là phong hoa ẩm nguyệt đó khi chúng ta sử dụng hình thần hợp chúng ta cũng có thể sử dụng thêm phong hoa ẩm huyệt thì con rối dịch chuyển đến vị trí mục tiêu gây sát thương chủ, mục tiêu và đánh ngã đó kết hợp thêm này thì sẽ đánh ngã đó nha rồi tinh hoa vũ tinh vũ phi hoa tinh vũ phi hoa là cái chiêu số 3 này đây ha thì nó có tác dụng gì à, con rối dịch chuyển đến vị trí mục tiêu gây sát thương chủ, mục tiêu và đánh bay luôn đối với cái tia chiêu này thì đánh bay mục tiêu rồi bạo vũ lê hoa thì nó sẽ nhảy ra sao kích hoạt con rối kết hợp gây sát thương cho mục tiêu xung quanh. Thì chúng ta sử dụng cái bạo vũ lê hoa này. Và cái chiêu này thời gian điều khí tới tận 60 giây lần. Ở phiên bản này thì 54 giây cũng khá là dài rồi. Và cái hiệu quả chúng ta thấy ở đây là gì? À, hiệu quả đánh bay nó sẽ gây được 20% tấn công cộng 29.6 điểm sát thương. Rồi hiệu quả đánh rơi á, thì nó gây 30% tấn công cộng 6.8 điểm sát thương. Và cái bọc thiên tinh, bọc thiên tinh là cái chiêu này đây. Thì nó sẽ gây tới 80% tấn công cộng 6.8, cộng 29.6 điểm sát thương nội công. Và cái tấn công chúng ta cộng vào đó là 276 điểm. Mình sẽ biểu diễn cái chiêu hình thần hợp này cho mọi người xem Hình thần hợp nó sẽ như thế này đó. Búp lên, đó búp lên như thế Rồi chiêu 1 nè rồi, chiêu 2 nè Mọi người thấy là những cái kỹ năng này nó sẽ được biến tấu hơn rất là nhiều Hoặc là chúng ta sử dụng cái Đây sử dụng cái bọc thiên tinh nó Sát thương sẽ to hơn kiểu kiểu như vậy Nói chung nó có dạng búp để hỗ trợ cho những đồ đánh khác đó là bộ kỹ năng chủ động của từng môn thì cái đây là cái chiêu xuyên tâm linh mình cũng giới thiệu rồi đây là bọc thiên tinh mình cũng giới thiệu rồi bên này là những cái kỹ năng đặc biệt những kỹ năng đặc biệt là những kỹ năng mà trong một số tình huống chúng ta sẽ sử dụng ví dụ như chống đỡ như này chúng ta sẽ có kỹ năng chống đỡ cái chống đỡ này có tác dụng gì có nghĩa là khi chúng ta bật kỹ năng này lên thì đối thủ có nghĩa là chúng ta sẽ dùng quạt hiệu quả kỹ năng là sẽ dùng quạt để chặn một đòn tấn công và chúng ta sẽ đỡ được phần trăm sát thương và duy trì trong 3 giây nếu chặn được tấn công thì chúng ta có thể dùng ám khí phản kích mục tiêu và rút lui. Đó, chiêu này hiệu quả nó là như vậy. À, để mình biểu diễn luôn cho mọi người xem về chiêu này đi ha. Hiện tại R là cần phải kích hoạt cho người ta đánh mình trước. Đây, mình sẽ bật cái chiêu R ở phía trên này lên. Chống đỡ và dùng G để phản kích lại. Đó, kiểu kiểu như vậy. Đó là cái chiêu đặc biệt của, có tên gọi là chống đỡ. Chiêu thứ hai là chiêu trốn thoát. Khi chúng ta bị đối thủ khống chế thì mình sẽ dùng cái chiêu này để trốn thoát ha. Và cái hiệu quả của chiêu trốn thoát này nó có tác dụng gì? Chúng ta sẽ giải trừ khống chế, nhảy ra sao và giúp bản thân vào trạng thái không thể bị chọn trong một thời gian ngắn luôn, không thể bị chọn luôn nha. Trong quá trình ẩn thân, không bị khống chế và sát thương phải chịu chúng ta sẽ giảm 80%. Thời gian điều khí là 25 giây. 25 giây điều khí tiếp tục cái kỹ năng tiếp theo là kỹ năng kết thúc đây là cái kỹ năng kết thúc dành cho một số tình huống mình đi boss phó bản đồ á kiểu kiểu như vậy thôi mình sẽ không nói kỹ năng này kỹ năng này không có gì đặc biệt cả đây là kỹ năng trùng hoa kỹ năng trùng hoa là một kỹ năng rất là đặc biệt luôn kỹ năng này gây rất là nhiều sát thương đây gọi là cái uh, vạn điểm phồn tinh chiêu này có tên gọi là vạn điểm phồn tinh tuyệt học tường môn gây cho phía trước nhiều đoạn sát thương phạm vi bá thể trong quách trình dùng bá thể có nghĩa là chúng ta sẽ miễn dịch các trạng thái khống chế à, và đặc biệt lưu ý nha kỹ năng này mình không thể nào dùng được trong luận kiếm và thời gian điều khiển của chiêu này đã là 30 giây 30 giây ngắn nha ta nhưng mà chúng ta cần phải có điểm để chúng ta mới xài được mình sẽ sử dụng thử cái chiêu này nhưng mà trước hết chúng ta sẽ dùng con gói di chuyển qua đây và sử dụng kỹ năng trùng hoa đó sát thương của nó là sẽ vừa người chơi và vừa rối để tạo sát thương và sát thương rất là nhiều một kỹ năng rất là đặc biệt của môn phải đường môn. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu các cái chiến lược của kỹ năng BBB, à, chiến lược đầu tiên là gì đây? Đây là những cái chiến lược bị động rồi, bị động. Đầu tiên á là cái bị động chiêu này đó là quán linh thương, quán linh thương, nó sẽ gây sát thương phong hoa ẩm nguyệt tăng lên 10%. Tiếp theo đó là xuyên tâm quyết thì tăng sát thương cho ám thương hiệu quả ám thương á thì chúng ta sẽ tăng lên được 10% nữa ha rồi tiếp theo là phong hoa tập nhuệ phong hoa tập nhuệ phong hoa ẩm nguyệt có tỷ lệ nhất định kích hoạt xuyên tâm linh mục tiêu có trạng thái chuẩn xác sẽ gây sát thương ít hai thì cái này mọi người chơi lâu mọi người sẽ biết được cái trạng thái chuẩn xác là gì thì cái này từ từ anh em sẽ hiểu rõ còn bên cái phần chủ kỹ năng chủ động bên này thì chúng ta sẽ có những cái chiến lược gì đầu tiên là cái À, tinh vũ phi hoa tinh vũ phi hoa đây là hoa diệt một nè hoa diệt một rồi hoa diệt hai và hoa diệt ba mình sẽ đề cập đến cái hoa diệt một trước hoa diệt một tinh vũ phi hoa bỏ qua định lực áp chế mục tiêu thiên hồn liệt khi giao đấu với người chơi nhấp thi triển sẽ kéo rối dưới chân đó là nói chung là đây là những cái chiến lược nó 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 anh em đọc nó sẽ rất là khó để hình dung được nó là gì Tại vì khi chúng ta chưa cầm mặt vào để chúng ta hiểu á Rồi đây là cái hoa diệt 2 à, Khi chúng ta sử dụng thì sát thương tinh vũ phi hoa sẽ tăng lên 20% trăm à, Thi triển trọng thương là mục tiêu Đó Đây nó giống như là một cái những cái thức cấp cao hơn của cái kỹ năng à, tinh vũ phi hoa này Thì khi chúng ta lên đạt được những cấp độ nhất định thì chúng ta sẽ mở được những kỹ năng này rồi, cái uh, hoa diệt ba này có tác dụng gì? Mỗi đòn tinh hoa, tinh vũ phi hoa sẽ giảm một giây thời gian điều khí của bạo vũ lê hoa. Wow, bạo vũ lây hoa là cái chiêu dưới này. Tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về cái chiến lược của chiêu bạo vũ lây hoa. Ở đây nó gọi là cái uh, lê lạc, lê lạc 1. Trong quá trình thi triển chiêu thức bạo vũ lây hoa sẽ bá thể luôn. Ghê không? Trong quá trình thi triển được bá thể bá thể là chúng ta được miễn khống chế rồi tiếp theo là cái lê lạc 2. trong quá trình bảo vũ lê hoa thu chiêu nhảy ra sao sẽ bá thể luôn đó như vậy là những cái chiến lược này sẽ giúp cho đường môn sẽ được miễn khống chế khá là nhiều lê lạc 3 trong quá trình thi chuyển bạo vũ lê hoa giảm 40% sát thương bản thân phải chịu Wow, tính ra nhận được cái này ngon Tại vì khi anh, anh em sử dụng cái bầu vũ liên hoa là chúng ta đang đứng giữa lòng địch Mà lúc đó chúng ta vẫn nhận đủ sát thương thì đường môn sẽ rất là đau nha Rồi, cuối cùng cái chiến lược của hình thần hợp Đây gọi là bạch nhẫn một Khi hình thần hợp phát động Hồi lại thời gian điều khí à, tự thế thân Điều khí tự thế thân là điều khí gì ta? Cái này mình cũng không rõ nữa nha anh em ơi Nói chung đây rất là nhiều thứ mà cái chiêu này thì mình không rõ lắm. À, cái bạch nhẫn 2 thì chúng ta sẽ có là gì? Trong thời gian mở thần hình hợp thì sẽ tăng 7, 5% sát thương. vào wow. kích hoạt này lên duy trì trong khoảng thời gian 13, 15 giây thì anh em sẽ được tăng thêm 5% sát thương nữa. Và cái bạch nhẫn 3 là thời gian điều khí của thần hình hợp giảm 6 giây. 6 giây anh em ạ, à, 6 giây. Đó là lý do vì sao ở chiều này chúng ta chỉ có 54 giây thôi chứ bình thường của nó là 60 giây. Thì chúng ta kích hoạt cái chiến lược này lên thì mình sẽ được giảm 6 giây. Này giống như là mọi người lên bí kíp á nha, kiểu kiểu giống như lên bí kíp và bí kíp à, à, từ bí kíp cấp 1 lên bí kíp cấp 2 và bí kíp cấp 3 của những chiều này thì mình sẽ nhận được những cái hiệu quả kỹ năng này vậy. Nó đơn giản như vậy để mọi người chơi các dòng game kiếm hiệp mọi người sẽ hiểu nó dễ dàng hơn hơn là chúng ta gọi là cái chiến lược là gì thì mình gọi nó là cái bí kíp đi, bí kíp một bí kíp 2, bí kíp 3, bí kíp bắp 1, bí kíp bắp 2, bí kíp bắp 3 thì uh, anh em sẽ dễ hiểu hơn. Đó là bộ uh, kỹ năng của bên BBB đường môn và bộ kỹ năng BBE thì nó chỉ khác ở ba kỹ năng thôi. À uh, bảo vũ lây hoa sẽ đổi, rồi uh, chiêu tinh phủ phi hoa cũng đổi và hình thần hợp cũng đổi. Và cái uh, chiêu xuyên tâm quyết bên này cũng đổi thì mình sẽ tìm hiểu về những kỹ năng này ở video sau nha ở video này thì mình sẽ chỉ tìm hiểu vội bộ kỹ năng bv và đường môn là một môn phái sẽ rất mạnh mẽ trong các trận chiến vùng chiến và sát thương của đường môn khá là cao nói chung là trong những cái trận bve bbb hoặc là bve thì đường môn nó đảm nhận một vị trí đó là đam chính cho team của mình À, rất là quan trọng trong team luôn. Thiếu đường môn thì mình sẽ thiếu cái lượng sát thương khá là nhiều. Và để chơi được đường môn thì đòi hỏi chúng ta cần phải có kỹ năng thao tác chuẩn xác, tại vì mình phải điều khiển cái con rối này. Rối mà chúng ta điều khiển không chuẩn xác thì sát thương mình gây ra sẽ không nhiều và lúc đó sẽ không mang về hiệu quả tốt cho team và có lẽ là video tìm hiểu về bộ kỹ năng của đường môn của mình ở đây sẽ kết thúc nha mọi người ơi. và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo nha à, mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về những cái bộ kỹ năng của các môn phái khác để mọi người sẽ có tư liệu tham khảo khi con game này ra mắt tại thị trường Việt Nam và nếu như anh em xem video này cảm thấy hữu ích hãy cho mình xin một like nha và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau bonus thêm cho anh em đây là tâm pháp của đường môn tâm pháp vạn lưu quy tông này vô làm nhiệm vụ sơ so nhập có nha đây quá mạnh đúng không? Thôi ôi một phát một chết hết luôn, đúng là tâm pháp rất dữ dằn.